Xin chào tất cả các em. Thầy xin giới thiệu, thầy là Lê Minh Tân, giáo viên trường Trung học cơ sở Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, là thành viên nghiệp vụ môn toán Trung học cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Hôm nay thầy rất vui cùng các em đi tìm hiểu một nội dung khá quen thuộc và quan trọng trong chương trình đại số toán đại của lớp 9, đó là về phần hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đây là nội dung khá quen trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học cơ sở. Và thầy hy vọng bài hôm nay sẽ giúp ích cho việc ôn tập ở nhà của các em. Bây giờ thầy mời các em chuẩn bị để chúng ta bắt đầu vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Một là kiến thức cần nhớ, sẽ hỗ trợ các em các kiến thức để hệ thống chuẩn bị cho nội dung 2, đó là bài tập, luyện tập và củng cố. Trước tiên, thầy cùng các em vào nội dung thứ nhất. Kiến thức cần nhớ. Ở nội dung này, chúng ta sẽ nghiên cứu 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, thầy cần các em nắm vững về khái niệm cũng như dạng tổng quát của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ax cộng bi bằng c, a phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy, trong đó a b c, a phẩy b phẩy c phẩy là các số cho trước, a b không cùng lúc bằng không, a phẩy b phẩy không cùng lúc bằng không. Với việc các em nắm vững nội dung này sẽ giúp chúng ta nhận biết được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và phục vụ các nội dung yêu cầu kèm theo. Tiếp theo, thầy muốn các em lưu ý thêm về số hiệu của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Các em đã biết số hiệu của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn phụ thuộc vào vị trí tương đối của hai đường thẳng được xác định bởi hai phương trình có trong hệ. Và vị trí tương đối của hai đường thẳng thì các em đã được học ở chương 2 hàm số, đó là hoặc cắt nhau, hoặc song song với nhau, hoặc trùng nhau. Từ đó chúng ta có được hệ hoặc có nghiệm duy nhất, hoặc vô nghiệm và hoặc vô số nghiệm. Tiếp theo nội dung này, các em lưu ý thêm một chút. Trong trường hợp hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn mà các hệ số a, b, c, a phẩy, b phẩy, c phẩy khác không, thì chúng ta có một mối liên hệ giữa số nghiệm của hệ và tỉ số tương ứng của các hệ số trong hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là hệ có nghiệm duy nhất nếu a trên a phẩy khác b trên b phẩy. Hệ vô nghiệm nếu a trên a phẩy bằng b trên b phẩy khác c trên c phẩy. Và cuối cùng, hệ vô số nghiệm nếu a trên a phẩy bằng b trên b phẩy và bằng c trên c phẩy. Với nội dung này sẽ giúp các em trong những hệ mà hệ số xác định là những số thì chúng ta dễ dàng nhận biết được số nghiệm của hệ mà không thông qua giải hệ phương trình. Tiếp theo, nội dung cuối cùng trong mục kiến thức cần nhớ, thầy muốn các em nắm thật vững. Thầy nhắc lại, các em hãy nắm thật vững cho thầy các phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Các em đã được học ở trên lớp 3 phương pháp. Đó là 1. Phương pháp giải bằng đồ thị. 2. Phương pháp thế. Và 3. Là phương pháp cộng đại số. Trong 3 phương pháp này, các em hãy nhớ và khắc sâu cho thầy 2 phương pháp, đó là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số, hay chúng ta hay nói gọi là phương pháp cộng. Một lần nữa, trước khi vào nội dung quan trọng luyện tập các kiến thức cơ bản, thì thầy muốn các em cùng nhìn lại tổng thể 3 nội dung chính của mục thứ nhất, kiến thức cần nhớ.
Thầy tin bây giờ các em đã sẵn sàng hơn rồi. Mời các em vào nội dung tiếp theo, nội dung số 2. Bài tập củng cố và vận dụng các kiến thức cần nhớ vừa rồi. Ở nội dung này, thầy cùng các em sẽ nghiên cứu 3 dạng bài tập quen thuộc, cơ bản và quan trọng trong việc tiếp cận và nghiên cứu giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Dạng thứ nhất, thầy với các em đi tìm hiểu, đó là giải hệ bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế. Chúng ta vào bài thứ nhất, giải hệ phương trình sau. Chúng ta có hai hệ A, x cộng 3y bằng 5, 2x trừ 3y bằng 1, B, 0,3x cộng 3y bằng 6, 1,5x trừ 7y bằng 8. Trước tiên, chúng ta đi vào hệ thứ nhất. Các em dễ dàng nhận thấy đây là hệ gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn quen thuộc dạng tổng quát của chúng ta, đúng không nào? Vấn đề, chúng ta hãy xác định phương pháp để giải hệ phương trình. Căn cứ vào hệ số, các em thấy A là 1, B là 3, C là 5, A phẩy là 2, B phẩy là trừ 3 và C phẩy là 1. Với hệ này thì hầu hết các em đều giải được. Và chúng ta nên chọn phương án nào để giải hệ này? Với hệ số đặc biệt của y ở hai phương trình là 3 và trừ 3 đối nhau, thì chúng ta nên nghĩ về phương pháp cộng đại số khi giải hệ. Thật vậy, khi các em cộng vế theo vế của hai phương trình, các em sẽ khử được ẩn y, đúng không nào? X cộng 2x bằng 3, 3y cộng trừ 3y bằng 0, 5 cộng 1 bằng 6. Thầy giữ một trong hai phương trình của hệ ban đầu. Ở đây, thầy chọn phương trình thứ nhất. Thầy được hệ mới tương đương với hệ ban đầu. Đến đây, các em thấy hệ thu được có phương trình một ẩn 3x bằng 6. Ta dễ dàng tìm được ẩn này. Từ đó, các em thế xuống phương trình thứ hai trong hệ. Ta sẽ suy ra được nghiệm của hệ, đúng không nào? Các em cùng quan sát. Từ phương trình thứ nhất, thầy tính được x bằng 6 chia 3 bằng 2. Thầy thay xuống phương trình thứ hai trong hệ, thầy được x cộng 3y bằng 5. Tiếp theo, thầy sẽ tính y ở phương trình thứ hai. Thầy được 3y bằng 3. Bằng cách thầy chuyển 2 sang vế bên phải trong phương trình, thầy được 5 trừ 2 bằng 3. Từ đây, rất dễ dàng chúng ta sẽ tính được y bằng 1. Và chúng ta kết luận được hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là cặp số x, y bằng 2, 1. Như vậy, thầy vừa cùng các em đã giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Tuy nhiên, hệ này rất nhiều bạn còn sử dụng phương pháp thứ hai, đó là phương pháp thế. Vậy, đối với phương pháp thế, chúng ta cần lưu ý điều gì và làm như thế nào? Các em nhận thấy từ việc nhận xét hệ số của các ẩn trong mỗi phương trình của hệ, thì x có hệ số là 1 trong phương trình thứ nhất. Điều này sẽ giúp ta nghĩ đến rút x theo y ở phương trình thứ nhất, sau đó thay vào phương trình thứ hai trong hệ, đúng không nào? Các em cùng quan sát. Thầy chuyển 3y sang vế phải của phương trình, thầy được x bằng 5 trừ 3y.
thầy thay xuống phương trình thứ hai, thầy được phương trình 2 nhân mở ngoặc 3 trừ 5 trừ 3y đóng ngoặc trừ 3y bằng 1. Đến đây chúng ta dễ dàng thấy được hệ thu được có phương trình thứ hai một ẩn. Giải phương trình một ẩn này, các em cũng sẽ có được giá trị của y. Thay lên phương trình thứ nhất trong hệ, ta sẽ tính được giá trị của x. Từ đó ta kết luận được nghiệm của hệ phương trình. Các em quan sát. Từ phương trình thứ hai, thầy nhân 2 vào bên phá ngoặc, thầy được 10x trừ 6y giữ nguyên trừ 3y bằng 1. Thầy rút gọn phương trình thứ hai, đồng thời thầy giữ nguyên phương trình thứ nhất, thầy được hệ mới tương đương. Trừ 6y trừ đi 3y bằng 9y. 10 thầy chuyển về vế phải của hệ, thầy được trừ 10 cộng với 1, thầy được trừ 9. Đến đây quá rõ ràng, chúng ta sẽ tìm được y ở phương trình thứ hai trong hệ. Thật vậy, y của chúng ta sẽ bằng âm 9 chia âm 9 bằng 1. Các em thay lên phương trình trên, chúng ta sẽ có được giá trị của x. X bằng 2. Vậy ta sẽ kết luận được nghiệm của hệ. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là cặp số x y bằng 2.1. Qua câu A, chúng ta nhận thấy đối với hệ này, các em dễ dàng sử dụng cả hai phương pháp, đó là cộng đại số và phương pháp thế. Và điều quan trọng nhất khi sử dụng hai phương pháp này, đó là biến đổi tương đương để thu được cái hệ. Các em nhớ, thu được một hệ mà chứa phương trình một ẩn. Từ phương trình một ẩn này, chúng ta sẽ tính được ẩn đó. Ta thay lên phương trình còn lại trong hệ, ta tính được giá trị của ẩn thứ hai và chúng ta sẽ kết luận được nghiệm của hệ đã cho. Tuy nhiên, trong nhiều hệ chúng ta gặp, việc sử dụng cả hai phương pháp này rất cần các em cân nhắc. Mời các em vào câu B để chúng ta tìm hiểu. Câu B, giải hệ phương trình 0.3x cộng 3y bằng 6, 1.5x trừ 7y bằng 8. Các em quan sát hệ số của ẩn x, ẩn y trong hai phương trình, ta thấy có điều gì đặc biệt? Đúng rồi, ta thấy không có hệ số của ẩn là 1 hay là trừ 1. Như vậy, nếu các em sử dụng phương pháp thế vào làm bài toán này, thì chúng ta sẽ có được khi biểu diễn ẩn này theo ẩn kia, đó là phân số. Và khi đó lời giải có phần phức tạp. Đúng không nào? Chính vì vậy, ở bài toán này, dựa vào hệ số của ẩn x và ẩn y, ta nên chọn phương án giải bằng cộng đại số sẽ có lợi hơn. Thật vậy, ta quan sát thấy hệ số của x ở phương trình trên là 0.3, phương trình dưới là 1.5, gấp 5 lần. Điều này thầy nghĩ đến khi dùng phương pháp cộng, đó là khử ẩn x bằng cách thầy nhân hai vế của phương trình thứ nhất cùng với 5. Các em quan sát, thầy thu được phương trình 1.5x cộng 15 bằng 30. Thầy giữ nguyên phương trình thứ hai. Lúc này công việc trở lên rất rõ ràng. Hệ số của ẩn x trong hai phương trình của hệ bằng nhau. Các em sẽ thực hiện trừ vế theo vế để khử ẩn x. Các em quan sát, 1.5x trừ 1.5x hết.
15y trừ 7y bằng 22y, trừ đi trừ 7y bằng 22y. 30 trừ 8 bằng 22 thì giữ nguyên phương trình thứ hai. Đến đây ta thu được hệ khá quen thuộc, đó là chứa phương trình thứ nhất một ẩn. Điều này giúp chúng ta dễ dàng tính được ẩn y. Thay xuống phương trình thứ hai trong hệ, chúng ta sẽ tính được giá trị của ẩn x và kết luận nghiệm của hệ phương trình. Các em cùng quan sát. Ẩn y bằng 1 thì thay xuống phía dưới. 1,5x trừ 7 bằng 8. Từ đó thầy tính được 1,5x bằng 1,5 bằng 15. Và thầy sẽ thu được y bằng 1 và x bằng 10. Đến đây thầy kết luận nghiệm của hệ phương trình. Hệ có nghiệm duy nhất cặp số xy bằng 10.1. Tuy nhiên, có nhiều bạn không lựa chọn phương án khử ẩn x giống như bài tập thầy và các em vừa tìm hiểu, mà các bạn có thể khử ẩn y. Lúc đó chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em quan sát, ẩn y hệ số ở trên là 3, ở dưới là trừ 7. Chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cùng nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 7 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 3. Đúng không nào? Và lúc đó các em lưu ý, chúng ta sẽ được hệ khi sau khi chúng ta nhân hai vế của phương trình, đó là 2,1x cộng 21 bằng 42, 4,5x trừ 2,21y bằng 24. Và đến đây công việc trở nên quá rõ ràng. Thầy mời các em tự làm tiếp. Từ đây thầy muốn lưu ý các em một vấn đề. Sau khi các em chọn được phương pháp để giải hệ thì tuy nhiên vẫn còn một chút lưu ý nhỏ, đó là đối với phương pháp cộng thì nên chọn khử ẩn nào thì sẽ có lợi. Đối với phương pháp thế thì nên chọn biểu thị, biểu diễn ẩn này theo ẩn kia ở phương trình nào, thế nào cho thích hợp. Thì trên đây chúng ta đã tìm hiểu hệ phương trình giải bằng phương pháp cộng và phương pháp thế. Tuy nhiên trong nhiều bài tập các em thấy còn gặp các hệ phương trình dù có hai phương trình và hai ẩn nhưng nó vẫn chưa ở dạng hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn tổng quát. Thì lúc đó chúng ta sẽ phải làm như thế nào các em? Mời các em sang tiếp bài số 2. Giải hệ phương trình 9x cộng 4 tất cả nhân với y trừ 1 bằng 9xy. 3x cộng 2 tất cả nhân với 2y trừ 3 bằng 6xy. Các em nhận thấy đây chưa phải dạng tổng quát của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Ta làm thế nào đây? Lúc này các em nhận xét vế bên trái của mỗi phương trình trong hệ là tích của hai đa thức. Điều này giúp chúng ta nghĩ đến nhân phá ngoặc. Đúng không nào? Mời các em. Khi thầy nhân hai đa thức ở phương trình thứ nhất trong hệ, thầy được 9x nhân với y bằng 9xy, 9x nhân trừ 1 bằng trừ 9x, 4 nhân y bằng 4y, 4 nhân trừ 1 bằng trừ 4. Thầy giữ nguyên vế bên trái của phương trình. Đối với phương trình thứ hai, thầy làm tương tự. Đến đây thầy chắc rằng các em đã thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật vậy, lúc này các em quan sát ở phương trình thứ nhất trong hệ, ta thấy số hạng 9xy ở hai vế như nhau, cho phép chúng ta giản ước. Đồng thời, thầy chuyển trừ 4 từ vế trái của phương trình sang vế phải của phương trình. Lúc này, chúng ta sẽ được phương trình trừ 9x cộng 4y bằng 4. Thầy làm tương tự với phương trình thứ hai trong hệ, thầy được phương trình trừ 9x cộng 4y bằng 6. Và hẳn giờ đây các em đã thoải mái hơn rất nhiều. Đây chính là phương trình hệ
hai phương trình bậc nhất hai ẩn quen thuộc dạng tổng quát, phải không ạ? Với hệ này, nhận xét hệ số của ẩn x và ẩn y, chắc rằng rất nhiều bạn đã xác định được chúng ta nên làm như thế nào. Thật vậy, chúng ta nên nghĩ đến phương pháp trừ vế với vế, thì khi đó chúng ta sẽ được phương trình 9x trừ 9x trừ đi trừ 9x kèm được 0x, 4y trừ 4y được 0y, 4 trừ 2 bằng 4 trừ 6 bằng trừ 2, thầy giữ nguyên phương trình thứ hai. Đến đây các em nhận xét xem phương trình 1 trong hệ có gì đặc biệt. Đúng rồi, phương trình thứ nhất trong hệ 0x cộng 0y bên vế trái luôn bằng 0 với mọi giá trị của cặp xy chúng ta chọn. Vế phải là trừ 2. Do vậy, phương trình 1 vô nghiệm. Mà các em đã biết, trong hệ một phương trình vô nghiệm thì hệ đó cũng vô nghiệm. Đúng không nào? Từ đấy, chúng ta làm như sau. Do phương trình 1 vô nghiệm, lên hệ phương trình vô nghiệm và kết luận hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Tuy nhiên, thầy vẫn muốn các em lưu ý thêm, trong trường hợp hệ phương trình khá đặc biệt như thế này, các em hãy nhớ lại cái phần kiến thức ban đầu mà thầy và các em đã tìm hiểu, mục kiến thức số 2 về số nghiệm của hệ phương trình. Chúng ta thấy ta có thể dùng nhận xét về tỷ số A trên A phẩy, B trên B phẩy, C trên C phẩy, và chúng ta thấy A trên A phẩy bằng B trên B phẩy và khác C trên C phẩy. Từ đó chúng ta cũng suy ra được hệ phương trình vô nghiệm. Qua đây, thầy muốn lưu ý các em một việc, đó là khi gặp cái hệ hai phương trình hai ẩn mà chưa ở dạng tổng quát thì chúng ta cứ bình tĩnh, nhận xét kỹ, dùng những biến đổi cơ bản, chẳng hạn nhân đa thức với đa thức. Có những hệ chúng ta quy đồng khử mẫu hai vế, từ đó chúng ta sẽ thu được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn dạng tổng quát và dễ dàng cho việc chúng ta tìm nghiệm. Và đặc biệt hơn nữa, trong quá trình các em làm bài tập còn có cả những hệ mà dùng những biến đổi vừa rồi cũng chưa thể giải quyết ngay được vấn đề tìm nghiệm. Vậy lúc đó chúng ta làm như thế nào? Mời các em sang bài 3. Bài 3, các em quan sát hệ phương trình 3 trên x trừ 2 bằng 1 trên y cộng 1 cộng trừ 1 trên y cộng 1 bằng 7, 2 trên x trừ 2 cộng 3 trên y cộng 1 bằng 1. Với hệ phương trình này, các em nhận thấy khá đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất là chưa ở dạng hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn tổng quát. Đặc biệt thứ hai, có ẩn ở dưới mẫu. Đối với những hệ này, chúng ta nên làm như thế nào? Trước tiên, các em hãy đặt điều kiện để cho các mẫu khác không, và cũng là điều kiện về nghiệm của hệ luôn. Tiếp theo, các em phân tích với thầy. Các em nhận thấy 3 trên x trừ 2, nếu tách thành tích thì các em sẽ được điều gì? Thầy sẽ được 3 nhân 1 trên x trừ 2. Tương tự, 2 trên x trừ 2 và 3 trên y cộng 1. Đúng không nào? Và lúc này, các em thấy phương trình 1 và phương trình 2 trong hệ sau khi thầy phân tích có biểu thức nào chung? Đúng rồi, chúng ta thấy có biểu thức 1 trên x trừ 2 và 1 trên y cộng 1 giống nhau. Các em nghĩ sao nếu thầy đặt biểu thức chung này là một ẩn mới? Giả sử thầy đặt 1 phần x trừ 2 bằng A, 1 phần y cộng 1 bằng B, khi đó hệ phương trình của chúng ta sẽ được viết lại như thế nào theo ẩn mới? Mà các em quan sát, chúng ta sẽ thay 1 phần x trừ 2
bằng A và 1 phần y cộng 1 bằng B, chúng ta được hệ 3A trừ B bằng 7, 2A cộng 3B bằng 1. Đến đây chúng ta thấy điều gì? Rất thoải mái. Đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn quen thuộc của chúng ta. Các em dễ dàng tính được nghiệm của hệ này, đúng không nào? Thật vậy, căn cứ vào hệ số, thầy sẽ lựa chọn phương án cộng đại số và thầy sẽ khử ẩn B của hệ. Bằng cách thầy nhân hai vế của phương trình thứ nhất cùng với 3, thầy được 9A trừ 3B bằng 21. Từ đó, các em nhận thấy ngay chúng ta cộng vế theo vế để khử ẩn B. Ta được phương trình 11A bằng 22, thầy giữ lại phương trình thứ hai. Đến đây thì quá rõ ràng rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ giải phương trình thứ nhất tìm A và thay xuống phương trình thứ hai tìm B. Ta được A bằng 2, B bằng âm 1. Như vậy, chúng ta đã giải xong hệ ẩn A và B. Xin hỏi các em, đến đây thầy đã kết luận được bài toán chưa? Đúng rồi, chưa kết luận được. Bởi vì hệ của chúng ta là ẩn X và ẩn Y. Và ở đây chúng ta đang mới chỉ tìm được A và B. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm được X và Y đây? À, chúng ta hãy nhớ cái phần đặt. Chúng ta quay trở lại phần đặt. Ta có 1 phần X bằng A, thầy thay bằng 2. 1 phần Y, 1 phần X trừ 2 bằng A, thầy thay bằng 2. 1 phần Y cộng 1 bằng B, thầy thay bằng 1, âm 1. Lúc đó chúng ta dễ dàng tính được ẩn X và ẩn Y. Đúng không nào? Thầy lại hỏi các em một lần nữa. Đến đây, chúng ta kết luận được bài toán chưa? Vẫn chưa đâu. Chúng ta lưu ý, đối với hệ phương trình có điều kiện của ẩn, thì đến đây chúng ta lại tiếp tục có cái phần đó là so sánh với điều kiện. Khi thỏa mãn thì chúng ta mới kết luận, và không thỏa mãn chúng ta cũng sẽ kết luận dựa vào điều đó. Ở đây ta thấy xy thỏa mãn, vậy ta kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất xy bằng 5 phần 2 chấm phẩy trừ 2. Từ đây chúng ta thấy để giải được hệ, các em cùng thầy đã phải sử dụng thông qua một ẩn A và B mới. Và chính vì vậy cái cách làm này người ta gọi là giải hệ bằng phương pháp ẩn phụ. Và với việc giải hệ bằng phương pháp ẩn phụ này, chúng ta lưu ý các bước chính như sau. Một là chúng ta lên điều kiện của ẩn. Hai, chúng ta đặt ẩn. Nếu trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể đặt điều kiện của ẩn mới. Ba, chúng ta giải hệ theo ẩn mới. Bốn, chúng ta trở lại phép đặt để tính ẩn ban đầu và kết luận. Thầy hy vọng là sẽ giúp các em xử lý những cái bài tương tự như vậy. Thế bên cạnh cái dạng mà chúng ta có thể giải bằng những phương pháp vừa rồi, thì trong quá trình làm hệ phương trình, các em còn gặp những cái hệ mà có chứa tham số m, đúng không nào? Và bây giờ mời các em sang dạng thứ ba, dạng cuối, để chúng ta tìm hiểu cái hệ có liên quan đến điều đó. Các em sang bài 4. Cho hệ phương trình mx cộng y bằng 2m, mở ngoặc m cộng 1 đóng ngoặc nhân x trừ 2y bằng trừ m cộng 1, với m là tham số. Với hệ phương trình này, các em nhận thấy các yêu cầu thường gặp đó là gì? Các em quan sát, đây là hai trong số các yêu cầu trọng tâm, quan trọng và hay gặp trong các bài toán thi tuyển sinh cũng như các bài toán các em làm trên lớp. Yêu cầu thứ nhất thường là yêu cầu giải hệ với một giá trị của tham số cho trước. Ở đây thầy cho bằng 2. Yêu cầu thứ hai, tìm m để nghiệm của hệ thỏa mãn một điều kiện cho trước. Đúng không nào? Bây giờ mời các em đi vào nội dung thứ nhất. Giải hệ với m bằng 2. Thì điều này các em nhận thấy rất đơn giản. Các em chỉ thay 2 vào m trong hệ ban đầu, chúng ta sẽ được hệ mới 2x cộng y bằng 4, 3x trừ 2y bằng âm 1. Đây là hệ đến thời điểm này thầy tin rằng không còn bạn nào gặp khó khăn nữa. Và nội dung này các em tự làm. Các em lưu ý đáp số để đối chiếu, đó là cặp số xy bằng 1.2. Mời các em sang tiếp nội dung B. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện. Đây là nội dung khá nhiều bạn ngại làm và gặp rất nhiều khó khăn khi làm, đúng không nào? Tuy nhiên, các em cứ bình tĩnh. Đối với hệ này, các em nhận thấy để làm được nội dung thì các em phải xác định hai công việc chính. Một là các em phải giải và tìm được nghiệm xy theo m. Hai, các em thay nghiệm xy theo m vào yêu cầu để chúng ta tìm m.
được không nào? Thế đối với cái nhiệm vụ thứ nhất là tìm nghiệm theo M, thì chúng ta nhận thấy căn cứ vào từng hệ, các em có thể dùng phương pháp thế, cũng có thể dùng phương pháp cộng đại số. Tùy từng hệ số, thầy nhấn mạnh lại tùy từng hệ số. Ở hệ phương trình này khá thuận lợi, bởi chúng ta thấy hệ số của Y là 1, phương trình trên, phương trình dưới là -2. Thầy nghĩ ngay đến chúng ta dùng phương pháp cộng đại số. Lúc này thầy sẽ nhân hai vế của phương trình 1 cùng với 2 và giữ nguyên phương trình 2, thầy sẽ được hệ lâm tương đương với. Lúc này các em nhận thấy thầy cộng vế theo vế của hai phương trình, ta sẽ thu được hệ phương trình sau: 2mx cộng với mở ngoặc m cộng 1x, thì các em thấy 2m cộng m bằng 3m, 1 giữ nguyên. 2y cộng với -2y hết. Bên tay phải 6m cộng 2, thầy giữ nguyên phương trình thứ hai. Đến đây các em sẽ thu được hệ phương trình có phương trình thứ nhất một ẩn. Điều này đã bắt đầu cảm thấy thuận lợi rồi, đúng không nào? Thật vậy, chúng ta có tìm ngay x ở phương trình thứ nhất trong hệ này hay không? Không lên các em ạ. Bởi vì đối với phương trình có dạng A nhân x bằng B, chưa biết chắc A bằng hay khác không, thì các em đừng vội chia hai vế cho A để tính x ngay. Lúc đó sẽ chưa chắc đã được phương trình tương đương. Thế thì trở lại bài toán này, các em nhận thấy để hệ có nghiệm duy nhất, chúng ta biết được rằng thì phương trình một ẩn trong hệ cũng phải có nghiệm duy nhất. Để phương trình này có nghiệm duy nhất, các em đều đã được học ở lớp 8 và biết rằng hệ số A của x trong phương trình phải khác không. Từ đó chúng ta kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi 3m cộng 1 khác không, đúng không nào? Từ đó các em tìm tiếp được m khác âm 1/3. Đây chính là điều kiện để chúng ta làm tiếp. Khi có m khác âm 1/3, chúng ta sẽ biến đổi vế bên tay phải của hệ phương trình, của phương trình thứ nhất trong hệ, ta đặt 2 làm nhân tử chung. Sau đó các em nhận thấy cả hai vế có 3m cộng 1 khác không, ta cùng chia được x bằng 2. Các em thay xuống phương trình dưới, nhân phá ngoặc rút gọn, ta sẽ thu được y bằng m. Từ đó chúng ta sẽ thay vào điều kiện, ta được m 2 cộng m lớn hơn 2020 và suy ra m lớn hơn 2018. Đến đây các em nhận thấy đã kết luận được chưa? Một lần nữa chúng ta lại cần lưu ý, vì m có điều kiện là khác âm 1/3, nên các em hãy so sánh giá trị với điều kiện, ta thấy thỏa mãn và ta sẽ kết luận bài toán. Thế thì trên đây thầy với các em cùng tìm hiểu hai nội dung thường gặp, quan trọng và rất cần cho các bài kiểm tra, các bài ôn tập của các em đối với nội dung hệ phương trình của tham số. Thầy mong muốn là các em sẽ tận dụng và ôn tập cho tốt. Cuối cùng, mời các em chúng ta chú ý một bài tập tự luyện để về nhà chúng ta thực hiện cho thầy. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Rất hy vọng bài học sẽ giúp ích trong quá trình tự ôn tập của các em ở nhà đạt kết quả cao hơn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các em.